Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2016. Chúng ta đang ở tại một hội trường do Đạo Tràng Chùa Quán Thế Âm tổ chức tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? 2 năm rồi không ngờ phải được gặp lại quý vị. Và lời đầu tiên là xin chúc mừng sức khỏe đến quý vị, và đặc biệt là Happy Mother's Day. Thưa đại chúng, có một hôm Đức Phật đang ngồi nghỉ mát ở trong một cái công viên, thì có một nhóm thanh niên thiếu nữ rất trẻ và chạy vào trong cái công viên đó để du ngoạn. Thì trong đó có một anh chàng độc thân, anh không có bồ, anh không có vợ, cho nên anh mới dẫn một cô bạn gái mới quen. Thì khi mà dẫn cô bạn gái đi vào trong cái khu công viên đó chơi đó, thì trong lúc mà mọi người đang mê chơi đó, có thể là đánh banh hay đá banh gì đó, thì cái cô thiếu nữ đó thừa cơ hội mở bóp và lấy một số tiền, một số credit card, visa gì của những người đó chạy mất. Thì trong khi chơi một hồi say lại thì thấy cái cô đó mất tiêu, chạy lại kiểm mấy cái bóp thì mới biết là tiền của mình đem theo bị mất hết. Thì họ quýnh lên, hốt hoảng họ chạy rồi đi kiếm cái cô đó. Họ tung nhau đi kiếm, thì trong khi mà họ đi kiếm như vậy, họ gặp nhau cùng một cái điểm. Thì lúc đó gặp Đức Phật đang ngồi ở dưới gốc cây. Thì họ mới hỏi: dạ thưa thầy, thầy có thấy một cô thiếu nữ ôm một đống đồ mới chạy ngang đây không? Thì Đức Phật mới hỏi họ: này các bạn trẻ, các bạn nghĩ rằng đi tìm cái của mà các bạn đang bị mất và tìm cô gái đó là quan trọng hơn, hay các bạn đi tìm chính các bạn quan trọng hơn? Thì khi mà nghe hỏi câu hỏi như vậy thì các thanh niên giật mình và đồng trả lời rằng: dạ, chúng con nghĩ rằng đi tìm chính mình quan trọng hơn. Đức Phật nói: phải rồi, nhưng mà các vị có muốn nghe tôi nói không? Nói: dạ chúng con sẵn sàng. Mời các bạn ngồi chơi và đem dưa hấu ra ăn. Đem trong khi mà cắt dưa hấu ăn như vậy thì Đức Phật nói đạo lý cho họ nghe. Thưa đại chúng, trong mỗi chúng ta đó, ai cũng có những cái của cải, những cái gì đó mà chúng ta gọi là của mình. Ví dụ như vợ mình, chồng mình, con mình, của mình, người yêu mình, cái gì cũng của mình, thậm chí chùa mình nữa, rồi thậm chí thầy mình nữa. Có không? Sợ mất lắm. Sợ mất thầy mình, sợ mất chùa mình, sợ mất người yêu mình, sợ mất của mình, mà mình quên mất mình. Mà đôi khi chính mình sợ mất quá thì chúng ta cô muốn tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Dễ sợ không? Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người.
sao vậy? Chán quá, tôi mệt mỏi quá, giờ tôi sống gì con? Con cũng có. Vậy thì Đức Phật là một người thầy dạy cho chúng ta trở về với mình, đâu phải để làm cho Phật hạnh phúc, mà trở được về với mình là chính mình giữ được hạnh phúc của mình. Có nhiều người, người ta sợ mất địa vị, cho nên người ta sẵn sàng làm tất cả những gì, có nhiều khi tội lỗi nữa, để giữ cái địa vị, cái quyền uy của họ. Có những người vì quyền lợi, tiền của, họ cũng không còn thương ai nữa hết, miễn sao tiền của còn đó. Một người vua, một vị lãnh đạo của một quốc gia mà không lấy dân chúng làm trọng, không biết mình cần phải là một bậc minh quân, thì mình cũng có thể làm hại dân, hại nước dễ dàng. Do chúng ta mất mình và chúng ta chỉ thấy cái lợi nó chiếm hết. Chúng ta có một mấy gia đình, nhưng chúng ta không biết đó là cái hạnh phúc của gia đình. Chúng ta mất mình khi mà chúng ta đã nhập vào cái cuộc chơi và thấy cuộc chơi nó trọng hơn cái gia đình. Nhưng mà khi mình khổ, những người bạn chơi đó của mình bất quá nói là sao? Xin lỗi anh, tội nghiệp quá, chứ có ai làm được gì đâu. Nhưng mà mình không thấy cái đó. Thế thì chúng ta tu theo Phật để làm gì? Để chúng ta có một tuệ giác. Chúng ta phải thấy cái nào trọng, để chúng ta đừng có mất mình. Cái nghĩa mất mình không có gì cao siêu hết á. Cái nghĩa mất mình là chúng ta phải trở về để thấy được bản chất của mình. Mình còn sân, phải biết mình còn sân. Mình còn si, biết mình còn si. Mình còn tham, biết mình còn tham. Thậm chí đi chùa công quả rất nhiều, nhưng mà cục sân không hết. Ai đụng tới mình vẫn la, vẫn hét, vẫn ra oai, ra uyên, thì mình mất rất nhiều những bạn đạo. Có nhiều khi người ta phụ mình, nhưng mà trong tâm người ta không thương. Chẳng qua là gì, người ta nghĩ chuyện công người ta tới. Cho nên trong cuộc sống đó, chúng ta rất cần tình thương. Tại vì chỉ có tình thương trong cuộc sống này chúng ta mới sống được. Nếu không cần tình thương, tại sao mình cứ đi kiếm người đối cần bạn, rồi cần vợ, cần chồng, cần con, cần nhiều lắm. Và chúng ta đến với người nào chúng ta cũng cần tình thương. Xin lỗi là thậm chí mình nuôi một con vật, mình cũng muốn con vật nó thương mình nữa. Có không? Mình muốn con chó nó thương mình muốn con mèo nó thương mình. Rõ ràng trong cuộc sống này chúng ta cần tình thương. Mà nếu chúng ta cần tình thương thì chúng ta phải lấy hiểu biết, lấy thương yêu mà đối với nhau, chứ không phải tiền của. Có rất nhiều người trẻ đánh mất mình là tại vì không có biết cái tuổi mình còn trẻ và mình còn làm được rất nhiều việc. Gần đây Pháp Hòa đi hộ niệm nhiều đám tang của những bạn trẻ mà tự kết liễu cuộc đời của mình. Và khi đi đến những đám tang như vậy, trong lòng Pháp Hòa xót lắm. Dù Pháp Hòa không biết em đó là ai, nhưng mà hiểu ra câu chuyện là chẳng qua bạn gái bỏ, bạn trai bỏ, hoặc là đem tiền đi đầu tư, bây giờ mất hết và thấy rằng không còn gì để sống nữa, cho nên rồi tự vẫn chết. Cách đây 2 tuần, Pháp Hòa có đi giảng ở một cái trường Đạo Thiên Chúa cho các em trường trung học. Thì khi mà liên lạc mời giảng đó, thì bà cô giáo này, bà có nói với Pháp Hòa rằng tôi rất là thích cái cách của thầy đến, thầy chia sẻ cho các bạn. Tại vì mỗi năm Pháp Hòa thường đến đó. Và bà cũng nói rằng thầy cũng trở lại, thầy giảng cho các em. Bà thông báo rộng, không phải cho cái lớp của bà, mà cho tất cả các bạn trẻ trong trường, ai muốn đến để nghe. Thì thông thường người ta mời các vị mà diễn giảng của mỗi tôn giáo
thì tới thì ai cũng nói giáo lý của đạo mình hết. Nhưng mà riêng Pháp Hòa, Pháp Hòa không có nói giáo lý. Pháp Hòa không có lên quảng cáo Phật Thái Tử thấy bốn cảnh khổ bỏ nhà đi tu, Phật Pháp Tăng là gì đó. Mà Pháp Hòa đi thẳng vào cái phương pháp đạo Phật dạy cho chúng ta tu cái gì. Mà đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta trở về được với chính mình, để chúng ta đừng đánh mất mình. Tại vì mất mình là mất tất cả. Pháp Hòa ví dụ, một người đang có hạnh phúc gia đình, có vợ, có con, có gia đình hạnh phúc, nhưng mà do đi vào một cái buổi tiệc, quen được một người đó, xin số phone rồi qua lại liên hệ, rủ cà phê đi chơi, từ từ cái thì cảm thấy giờ không thích cái máy gia đình mình nữa. Hoặc là do một cái phút lầm lỗi quen quan hệ, rồi thì từ đó cái gia đình mình đang hạnh phúc mất hết. Nhưng mà khi mà mình về mình sống với cái người kia thì người kia đâu có thương mình thật sự, chẳng qua là chỉ muốn thỏa mãn những cái tình cảm trong cái lúc như vậy thôi. Lúc đó mình cảm thấy trời ơi, hận cái người đó đã làm tan vỡ cái gia đình mình. Cho nên làm gì? Đi kiếm cái người đó để thanh toán. Rồi khi mà thanh toán người đó xong rồi thì bản thân mình sao? Đi vô trong tù ở. Pháp Hòa đi thăm những người đó rồi, Pháp Hòa đã nói chuyện với những vị như vậy rồi. Cho nên khi đọc qua cái bài kinh này nè, một cái đoạn kinh ngắn thôi, Đức Phật đối đáp với những thanh niên, thì Pháp Hòa mới nhận ra lời của Phật dạy không có sai. Mất mình là mất tất cả. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình trở về, mình ngồi thiền như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn quý vị ngồi thiền, quý vị tỉnh, quý vị thở, đâu phải để làm Phật. Chỉ cần là một người tỉnh giác trong cuộc đời này thì chúng ta đã là Phật rồi. Vì Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là người tỉnh thức. Giây phút nào chúng ta sắp sửa lâm vào cái chỗ lỗi lầm, chúng ta giật mình, chúng ta quay ra, giây phút đó là Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa ở Minnesota, trong cái buổi lễ quy y cho mấy em nhỏ thì cũng có một số người lớn, thì Pháp Hòa có xin phép quý vị là quý vị thông cảm và tha lỗi cho Pháp Hòa là không nói tiếng Việt nhiều. Pháp Hòa xin phép nói tiếng Anh nhiều một chút, tại Pháp Hòa chú ý cho mấy em nhiều hơn. Xin thưa là mình là người lớn á, sao đi nữa mình cũng không có đến nổi, nhưng mà các em nó còn nhỏ, nó cần phải hiểu, nó cần phải biết nó làm gì trong cuộc sống. Các bạn nhỏ bây giờ nó dở lắm, vì nó sống trong một cái hoàn cảnh quá đầy đủ từ khi nó sinh ra, cho nên nó rất là dở khi mà nó phải đối diện với một cái nhỏ trong cuộc đời. Chẳng hạn thôi, nó đi vô trường mà bạn nó chỉ cần nói mày mập quá, mày xấu quá, nó về nó tự giận đó. Nó không có đủ khả năng để nó đối diện với tất cả những cái khổ mà mình tạm gọi là khổ đi, mà đối với mình nó đâu có quan trọng gì đâu. Mà thậm chí mình còn có chiêu mình đỡ lại nữa, không sao, mập sang lùn quý phái. Có một cái em nọ, nó đi học mà bạn nó chỉ nói một câu thôi, "You crazy", nó về nó cắt tay nó chết. Mà trong khi đó tiếng Việt của mình, "Mày đồ khùng", mình cũng đỡ là liền, "Ờ, khùng mà biết văn mùng chảy chiếu. Ờ, tôi khùng mà tôi biết ăn hủ tiếu bún riêu. À, tôi khùng mà tôi biết yêu." Cho nên á, mình tập cho mình có một cái sense of humor, có một cái tính khôi hài, nó cũng làm cho mình thoát được những cái khổ lụy chút chút trong cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, nếu mà nói là khổ đó, mình lấy ngón tay mình đụng vậy nè, cũng đụng cái chữ khổ nữa. Nhưng mà nếu muốn nói vui á, mình lấy ngón tay mình đụng nó cũng có cái vui. Cho nên khổ á, bản chất nó không có khổ, mà do mình nhận nó khổ thôi. Ví dụ như cái chuông này nè, bản chất nó có khổ có vui gì đâu,
Nhưng mà mình thích nghe tiếng chuông, đánh lên tiếng cái ôi tiếng chuông huyền diệu đưa về không gian vào cõi thân thang. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tôi đường lối âm u, những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê. Nhưng mà mười không biết nghe chuông thì ta nói sao? Trời ơi! Chuông chùa nào mà ngân nghe sao thảm. Trời ơi, mà nếu cái người mà họ có tâm thức nghe chuông, họ nghe một tiếng chuông thì họ trở về được với tỉnh. Bản chất tiếng chuông nó không khổ, không vui, nhưng mà do cái tâm mình nhận. Cho nên cảnh mà vui là nhờ tâm vui. Hôm nào quý vị buồn đó, ăn yến cũng không thấy ngon. Nhưng mà bữa nào mình vui đó, uống nước lạnh vẫn thấy ngọt. Có nhiều khi mình vui quá không đói, phải không? Mà có nhiều lúc no quá buồn, tại buồn quá no. Có nhiều lúc mình ghét người nào đó, trời ơi tôi nhìn cái mặt đó tôi ăn vô bà. Mà còn quảng cáo nữa chứ. Dạ thưa đại chúng, là có một vị thiền sư ngài nói như thế này: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Mình trở được về với mình, đó là cái bổn phận cần thiết và duy nhất của mỗi con người chúng ta. Người trẻ người ta dễ mất mình lắm, mà người lớn cũng dễ mất mình, mà mỗi người mất mình một kiểu. Phong Hòa ví dụ đi, ví dụ Phong Hòa là người tu, thì trong mắt của đại chúng những người Phật tử thì thầy tu là phải hiền, phải dễ thương thế này thế nọ, mà lỡ bữa nào mình không dễ thương, trời ông thầy thấy ghét. À, nhiều khi mình, thí dụ mình là một người tu, có những cái câu nói mình không nên nói, vì cái câu nói đó không phải người tu. Mà lỡ mình mất mình quên chánh niệm, mình nói câu đó, mình bị quánh giá liền. Phong Hòa ví dụ ha, người tu á là không bao giờ nói trời ơi ăn này không, đã lắm, ăn vô phê lắm. Người tu không nói những cái từ đó được, mặc dù nó không tội lỗi gì hết á, nhưng mà nghe nó rất đời. Người đời ta nói được, người đời ta nói được. Người tu mà mình chữ phê là gì mà nói, chữ đã là gì mà nói, chứ người tu có nói cái đó được. Mà nhiều khi mình quên mất, vui quá cái đậu ăn này đi, ăn này phê lắm à. Trời ơi, cái người ta không nói ra, nhưng mà trong lòng người ta quánh giá. Thầy tu nói chuyện nghe đời mà. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, ai cũng có cái bổn phận của mình. Bổn phận mình là chồng, bổn phận mình là cha, là mẹ, thậm chí mình là những người đã có xuôi gia, có cháu nội cháu ngoại, thì tự mỗi người chúng ta giữ lấy mình để chúng ta đừng mất mình. Cái chữ mất mình đây có nghĩa là chúng ta mất, quên mất mình là ai. Có thể chúng ta làm những điều không đúng, nói những điều không hay thì nó làm đổ vỡ. Đặc biệt là hạnh phúc gia đình, vợ chồng với nhau. Cho nên thưa đại chúng, mình có lên Facebook, mình có lên chat với ai đó, mình có làm quen gì đó, cẩn thận. Những cái chỗ đó cho mình lên, mình giao tiếp cho vui thôi, đừng lấy cái chỗ đó làm chính. Có nhiều khi mình đi làm về, vợ mình có mặt ở đây, không nhớ, cứ nhớ một cái người online. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có một cái trường hợp này. Có một cái cô đó, cổ khuyên chồng hoài là anh đừng có lên mạng nữa,
Vì ở trên mạng những người anh quen á, anh đâu có biết họ là ai mà cứ đi làm về ăn cơm rồi là lên online rồi chat rồi vui trên đó. Mà trong khi đó vợ con ở nhà quên mất luôn. Thì một bữa nọ cô này để lên một tờ giấy: em đi để anh mãi mãi còn nhớ em, và chú này không tìm được vợ nữa, cô dọn đi đâu không biết luôn. Thì đó là một hình ảnh chúng ta quên mất mình. Khi mà chúng ta quên mất mình rồi thì chúng ta sẽ mất những cái khác. Thí dụ như chúng ta sợ mất tiền, nhưng mà chúng ta cứ vì chúng ta sợ mất tiền cho nên chúng ta đem cái tình cảm lúc nào cũng nói tiền. Một ngày nào đó người ta thấy rằng mình trọng tiền hơn trọng tình cảm thì người ta không có đến với mình bằng tình cảm. Có nhiều khi mình sống chung với nhau một gia đình mà chúng ta lúc nào cũng tiền bạc nặng hơn tình cảm, thì tự động cái người kia sẽ thấy rằng người của chúng ta, cái người đó không có gì ngoài tiền đó. Cho nên người ta cũng sẽ lấy tiền ta đối với mình. Tại vì mình đối sao thì nó đáp như vậy. Mà đôi khi vì tiền mà mất tình nghĩa có nữa. Vì tiền mà mất hết tất cả những người thân cũng có. Vì danh vọng địa vị mất hết những tình cảm người thân cũng có. Cho nên mỗi người chúng ta cần phải trở về. Chúng ta trở về với chính mình để chúng ta phải nhận diện ra từng cái yếu tố dở ở nơi mình để chúng ta chỉnh nó. Thưa tu là gì? Tu là chỉnh, là sửa, chứ không có gì đặc biệt hết á. Mỗi người tự biết cái tật của mình để chỉnh cái tật đó, sửa cái tật đó. Ví dụ như là Pháp Hòa cầm cái dùi chuông lên, Pháp Hòa thỉnh vào một tiếng chuông chưa hay, nghe hơi chát, thì tự động Pháp Hòa sửa cái dùi lại và cái độ cao, độ ấy gì thỉnh để cho tiếng chuông nó vang hay trở lại. Khi mình thỉnh một tiếng thứ nhất nghe dở, tự động mình phải chỉnh cái dùi, chỉnh độ để mình thỉnh tiếng chuông cho nó hay lên. Trước khi mình ra đường, nhìn vô kiến chỉnh tóc. Thậm chí ăn cơm xong kéo cái kiến ra chỉnh môi, sợ nó lem. Cái gì mình cũng chỉnh hết vì mình sợ xấu. Có một cái chúng ta quên chỉnh là chỉnh tập. Chúng ta quên chỉnh cái tâm mình, quên sửa cái tâm mình, quên chỉnh cái tập mình, thì cái chữ tu nó không có nghĩa. Cho nên mặc áo tràng, đeo sâu chuỗi, đi chùa tụng kinh mỗi tuần, làm công quả mỗi ngày, chỉ một phần của tu thôi. Đi chùa làm công quả mà biết tánh tôi nóng, ai làm trật rồi tôi la, thì hãy nên chỉnh cái nóng đó để cho nó ấm ấm thôi. Keep warm, đừng có too hot. Too hot nó sẽ burn. Mà nó burn tình, burn nghĩa, burn cái gì nữa, nó đốt luôn cái gì? Đốt luôn cả công đức của mình. Trong kinh có câu: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có thể thiêu cả rừng công đức. Nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Công đức cất cao như núi. Cho nên thưa đại chúng, có một câu này hay lắm: một cái cây đốn xuống làm ra ngàn diêm quẹt. Chỉ một viên quẹt có thể đốt cả rừng cây. Quý vị thấy được hình ảnh đó không? Một cái cây có thể làm ra ngàn viên quẹt, nhưng mà chỉ cần một viên quẹt thôi có thể đốt cả rừng cây. Một chút sân hận đốt hết tất cả hạnh phúc gia đình. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một người bạn, mẹ của người bạn vì giận nó, kêu nó về ăn cơm mà nó còn la cà, nó bắn bi. Bà đang nấu cơm nè, bà cầm nguyên cái bó củi ra, bà dí vô tay của nó, bà nói: tao cho mày khỏi chơi nữa. Thằng nhỏ cháy cánh tay và sau này nó có tật. Thì quý vị biết mỗi lần mà bà thấy nó là bà khóc, ân hận vô cùng. Rồi đứa nhỏ này á, nó quên thì thôi, mà hễ nó nhìn thấy cái thẻ nó hận mẹ nó.
Cho nên mất mình, tức là trong khi mình giận quá, mình làm sai, hối hận không kịp. Có một người mẹ chửi con: mày đi đi, tao giái cho xe nhà binh cán chết mày đi, tao khỏi lo. Thì đứa con nó xoay qua nói: mẹ, nếu thật sự xe nhà binh cán con chết, mẹ vui không? Thì bà mẹ giật mình. Thế đại chúng, trong khi mình giận quá, mình có thể nói rất là nhiều cái lời mặt, nhưng mà người ta thường nói sao, tâm nghĩ sao là mới nói ra vậy. Cái mình nói tôi xin lỗi, cái miệng tôi nói bậy bạ cho tâm tôi không có gì hết á, nhưng mà người ta không có đón nhận vậy. Người ta nghĩ rằng nếu tâm anh không nghĩ, làm sao anh nói ra lời đó. Cho nên tâm mình thường nghĩ, mình mới nói lời đó. Vậy thì tu tâm là tu sao? Khi nó vừa khởi, chỉnh nó liền. Khi nó vừa khởi, la nó liền, đừng để nó sanh khởi. Cho nên có nhiều người nói tôi không cần đi chùa, tôi không cần tu hành, vậy tôi tu tâm. Tu tâm dễ hay khó? Đạo Phật là đạo hướng cho chúng ta trở về tu tâm, là chỉnh những cái tâm đó khi chúng ta sanh khởi. Có một vị thương gia đi hùng hạp với người ta làm ăn thua lỗ, điện ra xong nhảy xong tự giận chứ. Thì trong khi mà ổng ra xong, ổng định ổng nhảy xuống, ổng ngó xuống dưới, ổng thấy có một cô gái sắp sửa làm giống ổng vậy đó. Ổng chạy lên, ổng chạy xuống, ổng kêu cô gái lại, cô nói em làm gì vậy em? Nói em buồn tình quá, bạn trai mới bỏ em. Cái thì ổng khuyên nha, ổng nói em à, trước khi em có bạn trai em cũng từng ở mình mà, bây giờ em trở về nguyên thủy cũng có sao đâu em. Cha mẹ mình sanh mình ra, nuôi mình lớn, đâu có tội lệ gì mình hủy hoại thân vì một người đàn ông bỏ mình. Mình phải thấy gia đình, cha mẹ ổng khuyên hết sức vậy. Cô này nghe có lý quá. Cái cô này nó dạ em cảm ơn anh, và em tỉnh rồi, thế em nghỉ chết. Cái xe nó ủa rồi còn anh, đem quy lơ quy lắc anh đi đâu đây? Ổng giật mình nhé. Cái lúc này ổng chớ nói dạ đâu có, tại anh thấy trời trăng mây đẹp, anh ra ngắm mát. Thưa đại chúng, cái câu này Pháp Hòa thường hay khuyên lắm. Mới đây thôi, Pháp Hòa nói chuyện với một cái chị này. Chị đầu tư vô trong một cái công việc làm ăn gì của chị đó, mà chị bị người ta gạt, chị mất hết 500.000. Mà không phải tiền của chị không, tiền của gia đình luôn. Chị về chứ réo hết gia đình đưa cho chị đầu tư mà. Bây giờ nhà cửa gì sập hết, thì buồn quá. Mà chưa bao giờ đi chùa nha, không bao giờ bước chân tới chùa. Nhưng mà bữa nay khổ quá, có người giới thiệu lên kiếm ông thầy. Mọi lần không biết ông thầy là ai hết. Thì khi Pháp Hòa ngồi nói chuyện, Hòa nói như thế này: chị có đi vượt biên không? Nói dạ có. Hồi chị đi vượt biên chị khổ không? Dạ khổ lắm, đi đâu có gì đâu. Con qua đây hai bàn tay trắng à, con cực khổ lắm con mới làm đơn. Thì Pháp Hòa nói nếu như chị nghĩ như vậy thì bây giờ mình đã thấy rằng ngày trước mình từ hai bàn tay trắng mình còn làm đơn, sau bao nhiêu năm mình mất hết, thì mình phải thấy rằng đây đúng là cuộc đời. Tiền của nó thuộc của năm nhà: một là giặc cướp, hai là con phá, ba là nước trôi, bốn là lửa cháy, năm là bị tịch thu. Bây giờ mình nghĩ như mình trở lại từ ở ban đầu mình làm, mình còn khỏe mình làm được. Đừng có chỉ nói, Pháp Hòa nói chị không được nghĩ bậy và làm bậy. Chị nói mấy bữa trước con định tự vận con chết rồi, con làm khổ gia đình con quá, bây giờ con hối hận con muốn chết. Pháp Hòa nói chị nghĩ chị chết chị giải quyết được không, hay là chị còn đổ con mớ nợ nữa, gia đình đã không có tiền ăn mà chị cái đám chết của chị cũng cả 10.000 nữa. Nhiều khi mình muốn làm chuyện này mình không nghĩ chuyện kia, mất hết và không còn đồng nào. Hôm nay chị nói ngày xưa con phung phí lắm, bây giờ một miếng cơm miếng cháo không dám phung phí. Và nói đó, chị có nghĩ rằng nửa triệu này đã dạy cho chị một bài học tiết kiệm không? Cho nên nửa triệu này đáng lắm. Hai tuần lễ sau chạy lên: thầy ơi, cảm ơn thầy lắm, bữa nay con biết cười,
con có thể ngủ được, con có thể cười, con có thể nói chuyện lại với người nhà con chứ trước kia không. Cho nên khi mà mình mất mình rồi thì mình làm rất nhiều việc mà mình nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết, mà thật sự nó không giải quyết gì hết, nó càng rối thêm. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tụng một thời kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền. Thưa đại chúng, mấy cái đó không phải là tu. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đừng là tu gì hết, tôi đang ngồi để tôi giúp cho bản thân tôi, thì mình không có cần khoe tôi ngày ngồi thiền nửa tiếng, tôi ngày niệm Phật 10 chuỗi, không cần khoe gì hết đó. Những cái thời gian đó là ngồi uống thuốc đó, cho những cái thuốc này nó thấm vô tâm của mình, để khi gặp cảnh chúng ta không có khởi tâm sân, gặp cảnh chúng ta không khởi tâm si, gặp cảnh chúng ta không khởi tâm tham, mà chúng ta biết nhẹ nhàng với nó. Thưa đại chúng, khi mình sống ở trong đời á, mình có một người chồng mình thương hồi lúc còn trẻ đó, tới hồi mà về mà sống bắt đầu tật nó sanh ra, nhiều lúc mình nói sao tôi bực cái ông nội này lắm. Cái tật gì mà lớn ghê lắm, nhưng mà sao? Ông nội ngoại gì không biết, nhưng mà phải thương ông nội cả đời. Thưa đại chúng, là nhiều khi mà nói vậy là tại vì á, mấy vị cứ lên Pháp Hòa cứ ngồi kể vậy đó, nhiều lúc á, trước mặt mình mà cứ nói những lời mà nó, cô không được nói vậy, cô nói vậy trước mặt người khác chú ngại, không anh, có nhiều khi gây xong đem lên xử rồi, cái Pháp Hòa ông chồng vừa đứng dậy ra cửa, cái bà vợ quay vô nói nhỏ, thầy nhớ nói riêng với dùm con nghe, thầy đứng về bên con nghe. Chưa cha, không ăn đồng nào hết trơn á, mà lãnh đạn không à. Cho nên trong cuộc sống, mỗi người ai cũng có bổn phận, bổn phận của một thầy tu, bổn phận của cha của mẹ, và chúng ta cần phải trở về với chính mình để đừng mất mình. Có một cái con ốc, con ốc con á, nó hỏi con ốc mẹ, nó nói mẹ ơi, tại sao chúng ta phải mang một cái vỏ như thế này, cực quá, đi đâu cũng mang cái vỏ này hết. Thế thì con ốc mẹ mới nói cho con ốc con, tại vì cái vỏ này mình không có cái xương sống, cái thân mình nó mềm ấy, cho nên mình mượn cái vỏ này để mình lăn, mình đi cho nó dễ. Thì con ốc con nó mới nói vậy, chứ con thấy á, cái con sâu á, nó cũng đâu có xương sống mà cũng đâu có vỏ như mình đâu. Con ốc mẹ nó, tại vì con sâu á, sẽ có một ngày nó hóa thành con bướm, rồi con bướm bay lên bầu trời, con bướm có được bầu trời che chở. Thì con ốc con nó hỏi ngược lại, nó nói nhưng mà con thấy con trùng nó cũng đâu có xương sống giống mình, mà nó cũng đâu có cái vỏ gì đâu. Thì mẹ nó mới nói nhưng mà con trùng biết chui xuống đất, rồi con trùng được cái lớp đất bảo vệ. Còn mẹ con mình không có ai bảo vệ hết á, thì tự mình mượn cái vỏ nên mình bảo vệ mình. Vậy thì chúng ta là con gì? Chúng ta mỗi người chúng ta có cái vỏ, phải không? Đừng có buồn, đừng có buồn thân phận mình là ốc là sên gì hết trơn á. Đừng có ngâm thơ người ta tuổi ngọ tuổi mùi, còn tôi luống những ngậm ngùi tuổi thân. Con gì cũng phải sống. Rồi thưa đại chúng, là mình gặp người ta mình giới thiệu, dạ chị em là con rồng, em con chuột. Vậy mà ta chửi mình con gì không chịu à. Cho nên nó thủy chung, chúng ta vẫn phải là một con người. Trong kinh Đức Phật nói, tại sao Đức Phật không sanh vào loài trời mà cũng không sanh vào địa ngục, mà lại Đức Phật sanh ở trong loài người? Bởi vì cái cảnh địa ngục nó khổ lắm, tu khó. Cảnh trời sướng quá, tu khó. Còn cảnh con người có khổ có vui, cho nên cái trình độ tiến bộ giác ngộ của con người nó cao. Và thậm chí trong các loài động vật, con người là loài động vật tối cao. Quý vị nhìn hết, có phải tất cả những cái gì cũng do bộ óc và bàn tay con người mình tạo nên?
Cái ho này do khối óc con người nghĩ ra và tạo dựng. Ngay cả thậm chí bây giờ Internet, Facebook, tất cả những cái đó đều do bộ óc của con người và khối óc con người và bàn tay con người tạo. Thế là con người linh động, con người thông minh và con người tài trí. Nhưng mà con người phải có tu để cái tài trí này nó được quân bình. Nếu con người không tu thì con người sẽ đem cái thông minh mình làm những cái điều không hay, hại đại chúng. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về đây thăm lại tất cả đại chúng, chỉ trích một bài kinh ngắn ở trong kinh Đức Phật kể lại câu chuyện Đức Phật đối đáp với thanh niên: đừng đánh mất mình. Đánh mất mình là đánh mất tất cả. Rồi đại chúng quán tưởng, quán chiếu có phải vậy không? Mình giận quá, mình nói tầm bậy tầm bạ thì mình mất mẹ, mất cha, mất bà con quyến thuộc. Mình vì tiền quá, mình sống vì tiền quá, mình mất mình để tiền nó làm chủ mình, thì tự nhiên mình mất tình, mất nghĩa. Cho nên mỗi người chúng ta cần phải có thời gian trở về để chúng ta an tịnh tâm mình. Mà khi tâm mình an rồi, mình biết suy nghĩ lắm, mình biết mình phải làm gì để cho người này được vui, người kia được hạnh phúc. Nếu mình sống ích kỷ, tôi không cần biết ai hết, phần tôi no đủ là được rồi, cũng xong. Nhưng mình sống vậy mai mốt mình cô đơn lắm. Còn nếu mình sống mặc dù mình có cô độc nhưng mà mình không cô đơn. Như em đây cô độc à. Thứ sáu vừa rồi á, là bay qua Minnesota, là ngày hôm qua giảng rồi bạn. Xong ở bên đó rồi là chạy ra phi trường bay qua đây. Họ tối về tới đây là 10 giờ đêm, rồi thăm quý Phật tử là tới 11 giờ, rồi về ngồi nói chuyện chơi với quý thầy tới 3 giờ. Sáng nay 5 giờ dậy rồi. Rồi chút chiều nay ở đây, rồi ngày mai sáng đi Augusta, xong chiều ngày mai bay qua Cali. Rồi có một tuần lễ ở Cali mà một ngày hai buổi giảng. Xong rồi đâu có về chùa đâu, bay qua một cái chùa khác để làm lễ Phật đản cho đó, rồi mới được về chùa mình. Mà làm lễ Phật đản ở chùa xong, sáng làm lễ, chiều ra phi trường bay tiếp. Có một bác Phật tử ngày hôm qua trên xe, biết quý vị biết bác nói làm sao? Thầy á, bây giờ cái chỗ mà ăn ngủ của thầy là trên xe và máy bay. Ngày hôm qua đâu có thời giờ ăn đâu. Lễ xong rồi quy y cho Phật tử, rồi cuối cùng hết giờ phải ra phi trường gấp, tại đi 2 tiếng đồng hồ mới ra tới phi trường. Quy Phật tử cho một miếng chả, miếng mì xào, lên xe ngồi ăn. Chị Phật tử chứ nói: trời ơi thầy ăn mì tội quá, lạnh ngắt vậy. Phải qua nó có ăn mừng rồi. Đời ca sĩ. Mấy vị mới chồng ấy, thầy như ca sĩ nó không, em ca lẻ. Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Đem từ bi trang rãi khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận. Cuộc đời của người tu là cô độc, nhưng mà tâm hồn của người tu không có cô đơn. Tại vì cô đơn là cảm giác, cô độc là chuyện thật. Quý vị có cô độc không? Có. Dù mình sống với muôn người nhưng mà có đôi lúc mình cảm thấy mình cô đơn. Cho nên đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Nhưng mà không có cô đơn. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn. Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần để vào chùa để ấn tu. Đâu có phải thất tình mới đi tu. Cô đơn là cảm giác, cô độc là sự thật. Ai cũng có những lúc cô độc hết á. Có nhiều khi một cái chỗ cô độc duy nhất mình phải đi là đi vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại. Cô độc đó. Cũng có lúc mình phải cô độc chứ. Quý vị biết là Pháp Hòa là lang thang có cái vali, mà hết phi trường này tới phi trường kia, mà năm này qua tháng nào, mà trong lòng không có cô đơn.
Tại vì Pháp Hòa biết trong trái tim Pháp Hòa có rất nhiều Phật tử các nơi, thì Pháp Hòa cũng có trong trái tim quý vị. Không có trong trái tim quý vị đâu có chịu khó tới đây. Sáng nay là Mother's Day mà, quý vị được quyền ở nhà đi ăn cơm với con, quý vị có quyền ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà quý vị đến đây vì tình thương quý vị dành cho Pháp Hòa. Pháp Hòa xin cảm nhận tất cả và cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay là ngày lễ của mẹ, Pháp Hòa không có ở nhà để nói lên là nói với mẹ Pháp Hòa là Happy Mother's Day hay là tặng cho mẹ Pháp Hòa cái gì hết. Thật sự từ hồi đi tu tới giờ chưa bao giờ Pháp Hòa có một cái gì đặc biệt cho mẹ của mình. Nhưng Pháp Hòa biết rằng mỗi bước chân của mình, mỗi việc làm của mình đã là những món quà mình tặng cho mẹ mình rồi. Và hôm nay ở đây cũng vậy, những gì Pháp Hòa làm, những gì Pháp Hòa tu được, Pháp Hòa biết chắc rằng những cái đó là món quà dành cho tất cả các bậc cha mẹ đang ngồi đây. Vì tất cả quý vị cũng là cha mẹ của Pháp Hòa, cho nên Pháp Hòa không có cô đơn. Đi đâu Pháp Hòa cũng có rất nhiều cha mẹ thương mình, có rất nhiều anh em, có rất nhiều chị, nhiều anh, nhiều người thân của mình. Và xin được kính chúc tất cả những cha mẹ, những anh chị được sức khỏe, an vui và tu tập được tinh tấn. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha, trước khi chúng ta sang chương trình khác. Nguyện đem công lòng nghe thank you.